Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Năm 1982, Fukuda Kazuko là bà mẹ 4 con khi mới 34 tuổi. Bà làm tiếp viên tại quán rượu ở thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime. Ngày 19 tháng 8 năm đó, Fukuda đã siết cổ một đồng nghiệp kiêm đối thủ cạnh tranh của mình là Asuko Yasuoka, 31 tuổi, tại nhà riêng của nạn nhân. Sau khi gây án, Fukuda cướp đi tiền mặt và hơn 300 món đồ, bao gồm nội thất và sổ tiết kiệm trị giá 9,5 triệu yên. Cảnh sát cho biết, động cơ gây án là Fukuda túng quẫn, không thể trả nợ cho công ty tài chính. Ban đầu, chồng Fukuda cũng khuyên vợ đầu thú, nhưng lại bị bà thuyết phục tham gia vào hành vi tội ác. Sau đó, người chồng mù quáng đưa thi thể nạn nhân lên núi phi tang. Cùng lúc, Fukuda tự mình chuyển hết đồ nội thất cướp được đến căn hộ của tình nhân bí mật. Âm mưu của bà ta là ngụy tạo như nạn nhân Yasuoka đột nhiên trốn nợ, bán tống bán tháo đồ đạc rồi biến mất trong đêm. Tuy nhiên, kế hoạch của Fukuda nhanh chóng bại lộ và chính bà ta mới là kẻ phải tẩu thoát. Khi cảnh sát ập tới, bà đã mang theo 600.000 yên, cao bay xa chạy, chỉ có người chồng bị tống giam do giúp phi tang thi thể. Dĩ nhiên, Fukuda biết mình không thể mãi mãi che giấu tội ác tày trời, nhưng bà ta cũng không có ý định chạy trốn suốt đời. Lúc bấy giờ, Nhật Bản có luật án giết người sẽ phải đóng hồ sơ sau 15 năm, sau này đã thay đổi thành vô thời hạn. Nghĩa là Fukuda có thể lách luật nếu ẩn thân trong vòng 5.475 ngày xuyên qua vô số hòn đảo của đất nước mặt trời mọc. Với nhan sắc không còn trẻ trung, Fukuda ban đầu rất khó tìm việc ở quán rượu như trước. Nhưng cuối cùng, bà vẫn xin được vào một hộp đêm thuộc thành phố Kanazawa, cách nơi gây án khoảng 620 km. Hai ngày sau, bà đến Tokyo để thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên, sửa mắt và mũi. Suốt cuộc đời, Fukuda còn có thêm nhiều lần nằm trên bàn mổ. Về sau được truyền thông gọi bằng biệt danh người phụ nữ bảy khuôn mặt. Cùng với ngoại hình, Fukuda phải liên tục thay đổi nơi ăn chốn ở. Trong thời gian làm việc ở hộp đêm, người phụ nữ đã gặp gỡ và dọn về sống chung với ông chủ hàng bánh kẹo. Điều bất ngờ là khi Fukuda dọn về, tiệm bánh lại rất đắt khách. Thời điểm đó, khoảng tháng 9 năm 1985, sau 3 năm tha phương, Fukuda cảm thấy rất nhớ các con của mình. Một năm sau, bà ta liều lĩnh đưa cậu con trai 18 tuổi đến Kanazawa sống gần tiệm bánh. Cũng trong thời gian này, huyền thoại bóng chày Hideki Matsui vẫn còn là cậu bé tiểu học, đã trở thành khách hàng quen thuộc của tiệm bánh. Danh thủ Matsui nhớ lại, bà ấy là một dì bán hàng rất dễ thương. Trong quyển sách có tựa The Cry of the Loser Dogs, tiếng khóc của những con chó hoang, tác giả Sakai Junko đã viết đầy ẩn ý. Khi một ai đó suốt thời gian dài sống như những con chó hoang, ví dụ như một phụ nữ 40 tuổi đơn chiếc bỗng dưng lại muốn kết hôn, thì thay vì cảm giác nhẹ nhõm, cô ấy sẽ thấy bất an giống như Fukuda Kazuro, nghĩ rằng, và rồi với điều này, cuộc đời trốn chạy của tôi đã dần khép lại. Quả thật, sau khi chấp nhận lời cầu hôn của ông chủ tiệm bánh, Fukuda đã trở nên bất cẩn hơn và suýt bị bắt nhiều lần. Hơn nữa, bà ta đang bị truy nã trên toàn Nhật Bản. Ít lâu sau, một khách hàng của tiệm bánh kẹo đã báo cảnh sát vì nghi ngờ Fukuda. Thế nhưng ngày 12 tháng 2 năm 1988, khi cảnh sát đột kích, người phụ nữ một lần nữa rời đi thành công, đạp xe suốt 235 km đến thành phố Nagoya. Tại đây, bà làm nhân viên tại khách sạn tình yêu. Đến 14 năm sau ngày gây án, Fukuda đã khiến cho những cảnh sát năm xưa vô cùng nóng ruột khi vụ án sắp hết hiệu lực. Cuối cùng, lực lượng chức năng treo thưởng 1 triệu yên cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp truy bắt kẻ sát nhân. Ngày 24 tháng 7 năm 1997, cảnh sát có được manh mối từ một người đàn ông ở thành phố Fukui. Cho biết, khi nghe bản tin truyền hình, tôi nhận ra ngay giọng nói ấy là của Yukiko Nakamura. Nakamura là cái tên giả cuối cùng của nữ sát nhân bảy khuôn mặt. Sau khi được người dân cung cấp thông tin, cảnh sát đã mai phục và tìm thấy hung thủ ở một nhà hàng mà bà ta thường hay lui tới. Trong cuộc thẩm vấn hỗ trợ điều tra vào chiều ngày 29 tháng 7 năm 1997,
Fukuda liên tục ăn uống và từ chối cung cấp mẫu ADN. Tuy nhiên, cảnh sát dễ dàng lấy dấu vân tay trên chai bia, đem về kiểm tra thì thấy hoàn toàn trùng khớp với dấu vết để lại ở hiện trường năm 1982. Với bằng chứng không thể chối cãi, Fukuda bị bắt giữ. Bà ta không hề kháng cự sau 14 năm, 11 tháng và 10 ngày trốn chạy khắp Nhật Bản. Tuy nhiên, khi bị áp giải về đồn cảnh sát ở quê nhà của mình, giữa vòng vây của vô vàn ống kính phóng viên, Fukuda bỗng nhiên gào lên rất lớn từ sau lớp áo khoác che kín khuôn mặt. Tháng 5 năm 1999, tòa án tuyên án Fukuda Kazuko tù chung thân. Trong thời gian thi hành án, Fukuda đã chấp bút một quyển hồi ký có tựa Thung lũng nước mắt. Hóa ra bà sinh ra trong một gia đình túng quẫn, bố bỏ đi, con mẹ mở nhà thổ ngay tại căn hộ. Năm 1966, khi mới 18 tuổi, Fukuda đã trở thành kẻ bất hảo và thực hiện vụ trộm cắp ở nhà cục trưởng cục thuế Nhật Bản, nhận về án tù thích đáng. Điều đáng sợ là đằng sau chấn song của nhà tù Matsuyama, một số băng nhóm tội phạm đã hối lộ cho quản ngục để uống rượu, hút thuốc, đánh bạc và cả cưỡng hiếp phụ nữ. Trong đó, Fukuda cũng là một nạn nhân không thể kháng cự. Các cuộc điều tra đã không thể tiến hành đến nơi đến chốn vào thập niên 60. Chỉ đến khi hồi ký của Fukuda được xuất bản, nhiều người mới bàng hoàng về những tội ác trong quá khứ. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn khi các vụ án hết hiệu lực từ lâu rồi. Sau quyển sách Thung lũng nước mắt, Fukuda vẫn tiếp tục trả giá cho những tội ác khó lòng dung thứ của mình. Đến năm 2005, bà đột ngột ngất xỉu trong lúc lao động, được đưa đến bệnh viện nhưng bị xuất huyết não và không bao giờ lấy lại nhận thức. Người phụ nữ bảy khuôn mặt đã qua đời ngày 10 tháng 3 năm 2005 ở tuổi 57. Tôm tích thuộc chi Stomatopoda với 450 loài khác nhau và đủ loại kích cỡ. Dù có tên như vậy, nhưng chúng không thực sự là tôm mà có họ gần với cua hơn. Có lẽ bạn đã rất quen thuộc với món ăn hải sản liên quan tới tôm tích hay bề bề. Tưởng chừng như đây là loài vật rất bình thường, nhưng một sự thật cực kỳ bất ngờ mà rất ít người trong chúng ta biết đến liên quan đến cặp mắt của chúng. Theo các nhà khoa học, tôm tích không những cảm nhận được sóng ánh sáng thường thấy, mà sóng cực tím lẫn ánh sáng phân cực cũng nhìn được. Chúng thậm chí còn thấy cả sóng ánh sáng phát ra từ tế bào ung thư. Gần đây, các chuyên gia từ Thụy Điển, Mỹ và Úc đã phân tích được cấu trúc trong hệ thần kinh của tôm tích và hiểu được bằng cách nào sinh vật này lại có cặp mắt thần kỳ đến vậy. Lý do chính xác vì sao cặp mắt của tôm tích có thể nhìn được sóng ánh sáng khiến các nhà khoa học đau đầu. Các chuyên gia đặt ra giả thuyết rằng nó liên quan đến khả năng cảm nhận giới tính hoặc để nhận biết những thông điệp của riêng chúng mà con người vẫn chưa tìm ra. Nhưng dù vì lý do gì, vẫn cần đến các phân tích chi tiết hơn. Trên thực tế, mắt của con người chỉ có vài loại tế bào cảm nhận ánh sáng chia thành 3 phổ điện từ trường. Chỉ với 3 phổ này, chúng ta có thể phân biệt được tới 10 triệu màu. Thế nhưng dựa theo phân tích của khoa học, tôm tích có 2 cặp mắt kép với cả chục thụ thể cảm nhận ánh sáng, đủ để thấy được cả tia cực tím và tia phân cực. Ngoài ra, mỗi con mắt lại hoạt động một cách riêng lẻ, cho thấy hình ảnh 3 chiều gần như mọi góc độ. Cụ thể, mắt tôm tích có 16 cơ quan cảm nhận ánh sáng, chúng có thể thấy 6 loại ánh sáng phân cực. Mắt tôm tích nhìn khắp nơi như vệ tinh mini, quét qua quét lại, nên chúng nhìn thấy ánh sáng theo chiều ngang, dọc, chéo và vòng tròn. Đó là lý do tại sao mắt của tôm tích có thể nhìn thấy thứ mà ngay cả đến con người cũng không thấy. Thật đáng ngạc nhiên với loài vật nhỏ bé này, đôi mắt của tôm tích mang đến ý tưởng cho các nhà sáng chế camera có 6 ống kính phân cực. Hình ảnh phân cực biến đổi thành màu sắc mà con người có thể nhìn thấy. Các nhà nghiên cứu cho rằng tôm thấy ánh sáng phân cực như hệ thống GPS để xác định đường về nhà.